Xin thân chào hết thảy các bạn yêu cờ. Trong video này, em xin giới thiệu với các bạn hai trận đấu hay và hấp dẫn của ngoại tinh Lai Khách Vương Thiên Nhất và Kỳ Vương Việt Nam Võ Minh Nhất. Các trận đấu diễn ra giữa Trung Quốc và Việt Nam đã rất là hiếm hoi và lại càng hiếm hơn nữa khi các kỳ thủ Việt Nam của chúng ta đụng được Vương Thiên Nhất số 1 của Trung Quốc. Mời các bạn cùng xem cờ vui vẻ. Trận đầu tiên được diễn ra tại vòng 2 giải vô địch châu Á năm 2012. Vương Thiên Nhất cầm quân đỏ đi tiên và Võ Minh Nhất của Việt Nam cầm quân đen đi hậu. Chứ
吃。 将军。 将军。 吃。 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 Đến đây kém quân. Và thế trận là đang rất ác liệt, đang khó lòng chống đỡ, nên Võ Minh Nhất đã buông cờ, nhận thua sớm. Mời các bạn xem tiếp ván đấu thứ hai. Trận thứ hai được diễn ra tại vòng 4 giải vô địch châu Á 2016, tức 4 năm sau trận đấu thứ nhất. Trong trận này, Vương Thiên Nhất vẫn tiếp tục cầm quân đỏ đi tiên và Võ Minh Nhất của Việt Nam cầm quân đen đi hậu.
吃。 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 吃。